Đi đâu đấy? Chủ nhật mà. Nắng nôi như này, ra đường rồi đen xì người, tiêu UV vào người ung thư đấy. Anh yên tâm đi, tí nữa xuống dưới xe em còn bịt kín nữa. Mà anh này, em mới nhận được việc, chiều em đi làm về muộn anh cầm cơm nhá. Nhà thiếu tiền để em phải đi làm thuê à? Ở nhà. Em mới nhận công việc này rồi. Em thấy công việc này cũng ổn định nữa. Em đi làm rồi gom tiền về gửi cho bố mẹ. À, hóa ra đi làm về để đưa tiền cho mẹ à? Có hiếu quá nhở. Này, thế em có nhớ em là vợ của anh, là người của gia đình này không? À. Anh à, bố thì ốm nặng, mẹ gọi điện nhiều cho em cũng sốt ruột. Em muốn đi làm rồi gửi tiền về cho nhà. Mà em ở nhà ấy, cũng có làm gì đâu. Không làm gì? Thế cái nhà này thì để không à? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện của nhà đẻ. Này, có ai lấy chồng như em không? À, trời thì nắng chang chang như này, ra đường làm gì? Rồi tia UV vào người ấy, ung thư, lấy đâu tiền ra chạy chữa? À, anh nói quá rồi đấy. Em đi làm, em gửi tiền về cho bố mẹ thì đã sao? Em không muốn lấy tiền của anh, thế nên là em mới đi làm mà. Nếu mà anh san sẻ nỗi lo này cho em ý, thì em đã không phải đi làm. San sẻ á? Chứ không phải là nhà cô thấy tôi có tiền rồi bắt đầu vòi vĩnh linh tinh à? Đúng là nghèo thì hành động hèn theo. Lấy tiền là mắt sáng à? Anh nói quá đáng rồi đấy nhá. Vì tôi không muốn moi tiền của anh, thế nên là tôi mới đi làm. Anh không có quyền xúc phạm bố mẹ tôi. Xúc phạm thì làm sao? Con gái về nhà chồng ấy, khóc lóc ỉ ôi ít thôi nhá. Bây giờ tiền cô đi làm về thì nó là của chung. Bây giờ cô đưa tiền cho mẹ cô thì khác gì cô moi tiền của nhà rồi đưa cho mẹ à? Hôm nay anh nói hết lời rồi nhá. Mà tôi cũng không ngờ anh lại có suy nghĩ về tôi và bố mẹ tôi như vậy đấy. Tôi không muốn cô đi làm ấy, chỉ muốn cô ở nhà, cô ăn sung mặc sướng, chả phải làm gì cả, không phải dầm mưa dãi nắng ngoài kia. Rồi, ok, cô đi đi. Rồi đến lúc xấu xí, bệnh tật, ung thư ra đấy ấy, người khổ là cô đấy. Không cần biết, hôm nay tôi vẫn đi làm. Này, thôi uống nước đi. Suy nghĩ nhiều lại xấu trai đi đấy. Anh phải cảm thấy tự hào khi có một người vợ cá tính như thế chứ. Dù chồng đã hết mực căng ngăn rồi nhưng vẫn nhất quyết đi ra ngoài trời nắng. Đừng mỉa mai anh nữa. Em cũng chả hiểu chị ta làm sao nữa cơ. Con gái sợ nhất là trời nắng nôi, nhưng mà chị nhất quyết đi thôi. Cô ta đòi kiếm tiền về để đưa cho bố mẹ. Mà anh cũng chả hiểu bố mẹ vợ kiểu gì nữa. Thỉnh thoảng lên lại khóc lóc ỉ ôi, đòi tiền một phát. Mệt. Nhưng mà nhà anh thì thiếu gì tiền, sao chị ta phải làm như thế? Em lại sợ đấy chỉ là cái cớ thôi. Ở ngoài kia đang có ai đến chờ chị ta cũng nên ý. Kinh nhờ, giờ chăm sóc bản thân quá. Ở nhà đang bôi ở kem chống nắng. Anh không biết đấy chứ, ánh nắng ấy chính là nguyên nhân chính gây đến nám, sạm, tàn nhang và lão hóa da đấy. Không phải là ra ngoài thì mới cần bôi kem chống nắng đâu, mà ngay khi cả anh ngồi ở trong nhà ấy, ở trong văn phòng thì ánh sáng của các thiết bị điện tử vẫn gây hại cho da đấy. Kem chống nắng thảo dược Hoàng Cung. Vâng, kem này có các thành phần tự nhiên như là chiết xuất trà xanh này, hoa mẫu đơn này, rễ cây cam thảo, nấm linh chi với cả dầu cám gạo. Nó có tác dụng là chống lão hóa da này, chống nắng này, cung cấp độ ẩm này, giúp da mềm mịn, khỏe mạnh hơn. Kem này dùng được cho cả nam lẫn nữ. Anh có muốn dùng không? Đi đâu đấy? À, ở nhà. Em phải đi làm. À, bây giờ là còn cãi cả tôi à? Không nghe lời tôi đúng không? Hay lại lẹt sang với thằng nào bên ngoài rồi? Hôm nay cô mà đi ấy, đừng về nhà nữa. Anh nói quá đáng rồi đấy nhá. Tôi đi làm, tôi gửi tiền về cho bố mẹ thì đã sao? Anh là con rể, anh không lo được gì.
Đằng này anh còn nói không một chút cảm giác lương tâm à? Lương tâm á? Bố mẹ cô mà có lương tâm ấy đã không vòi vĩnh con gái, không moi móc tiền ở con rể rồi. Rồi, hôm nay tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ cô về việc này. Này, anh dừng lại đi nhá. Hôm nay anh quá đáng lắm rồi đấy. Đã thế, ly hôn đi. À, cô lại còn dám hét lên với tôi á? À, ăn uống thì ăn uống nhà tôi, ở cũng ở nhà tôi, mang tiền về cho bố mẹ là sao? Này, cái loại đàn bà tham lam như cô ấy, tôi không cần. Cút đi ngay cho tôi. Cút! Để xem chịu được bao lâu. Anh làm cái gì mà dậy muộn đấy hả? Em đói chết rồi này. Vào nấu đồ ăn sáng cho em đi. Em chưa đi làm à? Hôm nay anh mệt lắm, chủ động ăn uống đi nhá. Em xin nghỉ làm rồi. Ngoài trời nắng như thế kia, ra ngoài cho đen ra. Trời vẫn sớm mà, làm gì đến mức đấy. Thôi, không đem nấu mì đi, hôm nay anh mệt lắm. Anh có nhìn thấy em có mấy cái mụn rồi không? Ăn mì xong nó phát lên mặt thì sao? Em không ăn đâu. Không thì bây giờ em ra quầy phố em mua bát phở được. Tiện thể để mua luôn cho anh mấy viên thuốc đi. Chắc anh bị cảm rồi. Chồng của em, em nói với anh rồi, trời nắng như thế kia rất là nhiều tia UV, nó chiếu vào người chứ nó bị ung thư thì sao? Mà không bị ung thư ấy thì cũng đen nhẻm xấu xí, làm sao mà em chịu được? Em làm sao đấy? Chồng em ốm đau như này em không hỏi han được một câu. Anh bị làm sao đấy? Anh biết thừa là em nuôi cái bộ da này bao nhiêu lâu mới được như thế này, mà anh lại xui em ra ngoài trời nắng kia. Ơ, anh bị làm sao nhở? Thu, bây giờ em là vợ rồi, em có trách nhiệm với gia đình này, trách nhiệm với anh nữa. Không phải là em cứ thích ngẫu hứng lên cái là em nghỉ rồi ở nhà đòi chồng chiều chuộng thôi nhá. Anh không chiều chuộng em thì thôi, em chả cần nữa. Rồi, ôi chồng tôi. Đây, điện. Anh vẫn liên lạc với con Linh à? Anh vẫn còn liên lạc với con nghèo hèn này hả? Nhắn tin gì thế nào này? Hả? Này con kia, mày liên lạc với chồng ta làm gì? Để bòn rút tiền chồng cũ à? Tao cảnh cáo mày nhá, mày bòn liên lạc với anh ấy, tao cào mặt mày ra đấy. Bỏ rút tiền của chồng là sao hả? Cô ăn nói lung tung cái gì đấy? Tôi không có liên quan gì đến anh ta cả. Này, cô nghĩ là ngày trước ở chung với anh ta không cho cô một cách nào, bây giờ thì anh ta cho cô chắc? Tôi thấy buồn cười thật đấy. Cô lấy bằng chứng gì và lý do nào đến đây để đánh ghen? Hay là cô cũng giống như tôi, bây giờ mới biết bộ mặt thật của anh ta, keo kiệt và ra trường nữa. Cô. Em đến đây làm gì? Anh đến đúng lúc lắm. Anh mang cô ta về đi. Chuyện nhà các người ấy, tự liệu mà bảo nhau. Đừng đến đây để làm phiền tôi. Linh, anh xin lỗi. Anh có vẻ nhẹ nhàng với cô ta quá nhở? Hai người gian díu đằng sau lưng tôi đấy à? Cô im đi, điên đủ chưa? Tôi với cô ta cắt đứt liên lạc rồi. Từ giờ ấy, cô mà còn gây chuyện, đừng có trách tôi. Ngày trước, lúc lấy tôi, anh hứa với tôi thế nào? Sẽ chăm sóc cho tôi, không để tôi chịu mưa, chịu gió, chịu khổ. Bây giờ anh nuốt lời đấy à? Đúng, tôi đã nói như thế đấy. Bởi vì lúc đấy tôi mù, tôi chưa nhìn ra được bộ mặt thật của cô. Tôi không biết cô là một người ẻo lả, chỉ thích hưởng thụ, chả được ích lợi gì. Đến cả chồng ốm,
cồn không mua cho chồng được viên thuốc cơ mà. Anh nói như vậy là sao? Anh tính quay lại với cô ta? Đúng. Sống với cô, tôi mới hiểu được sai lầm là như nào. Bỏ một người vợ tốt đi để rước về một kẻ ăn bám vô dụng. Anh! Hai người về nhà nói chuyện được không? Đây là phòng làm việc của tôi mà. Cô! Chúng ta chia tay đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn sai lầm thêm một lần nào nữa. Anh muốn ly hôn với tôi á? Là cô ta xúi anh làm như thế đấy hả? Anh tỉnh lại đi Hoàng. Cô ta sẽ không bao giờ quay trở lại với anh nữa đâu. Là cô. Cô phá hoại hạnh phúc của tôi đúng không? Cô mà không dừng lại đừng có trách tôi quá đáng. Đi về. Hôm nay nhất định tôi sẽ ly hôn cô. Anh sẽ phải hối hận khi ly hôn với tôi đấy. Linh, anh xin lỗi. Anh không nghĩ cô ta lại hồ đồ như thế. Em cho anh thêm một cơ hội nhé. Anh đừng nói nữa. Giữa chúng ta chấm dứt rồi mà. Bây giờ tôi rất hạnh phúc. Với tôi mà nói, chia tay anh là một quyết định đúng đắn. Tôi không có gì để hối tiếc cả. Linh, anh biết là em giận anh. Cho anh thêm một cơ hội để bù đắp cho em nhé. Anh vẫn không hiểu ý tôi à? Tôi không có gì để hối tiếc. Căn bản là trong trí nhớ của tôi không còn hình bóng của anh. Thế nên anh bỏ suy nghĩ của anh đi. Và bây giờ tôi có việc, mời anh về cho.